Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở chùa Kỳ Quan 2 và đang có rất là nhiều người đến đây để mong tìm lại được cốt của người thân các bạn. Và mọi người đang tập trung rất là đông nha. Tuy nhiên thì mình nghe thông báo thì nhà chùa chỉ cho phép 6 người. Một lần 6 người được phép là vào phía trong nơi hũ cốt để tìm cốt người thân. Ủa chị? Chị cho hỏi đến bây giờ thì nhà chùa giải quyết như thế nào chị? Chưa có hướng giải quyết nào hết em. Ủa chưa có hướng hả? Đúng rồi, đến 17 tháng 9 này mới ấy em ạ. 17 tháng 9 này thầy mới nói là cái cách giải quyết ở chùa là như nào. Còn hôm nay là chỉ tạm thời là đếm hũ cốt và niêm phong hũ cốt ở dưới hầm thôi. Rồi đến ngày đó sẽ có thầy mới đưa ra, nhà chùa mới đưa ra cách hướng giải quyết. Dạ. Chị thì ngay bây giờ thì mọi người có được phép xuống dưới đó không chị? Không được phép. Không được phép, đã niêm phong rồi. Chính quyền rồi là đại diện ba các gia đình và thầy chùa là đã xuống đó đếm và niêm phong và đếm và niêm phong lại rồi, đến 17 tháng 9 này thì ấy, còn bây giờ là không ai được xuống hết. Dạ. Và bây giờ mọi người tập trung ở đây là như thế nào ạ? Là để chờ xem là nhà chùa thông báo rồi là ấy, mọi người đang chờ để xem thầy thông báo như thế nào để xem mọi người ấy. Dạ. Chị là chị có cốt là của ai ở trong này chị? Nhà chị là cốt của anh chồng và bố chồng. Dạ. Là hai người. Hai người. Khi mà hai tin như vậy thì chị mới tới à? Đúng rồi, thì tại vì lúc trước là chị vô đây thì nhà chùa đang sửa. Chị cũng thấy là không có hình thì chị cũng nghĩ đơn giản thôi là không có nghĩ chuyện này xảy ra, nhưng mà hôm qua thì đêm hôm qua chị mới đọc được cái tin, chị mới coi được cái bài viết của cái anh ấy vào đây chiều hôm qua, thì anh ấy có post lên trên Facebook và chị đọc được, thì sáng nay chị vào thì chị thấy là đúng là như vậy. Dạ. Bây giờ chị có lo lắng gì không? Thì tất nhiên là em thấy là đúng là người thân thì mình phải lo lắng chứ, bây giờ mình đâu biết hình cốt kiếp nhà mình, người nhà mình nó nằm ở đâu như nào đâu. Dạ. Bây giờ cái đó là nếu mà hỏi thì ai cũng lo lắng hết trơn. Vì bây giờ không biết là ai, người ta không biết toàn bộ ở đây, không biết là người nhà mình ở đâu, hũ cốt mình như nào, vì tất cả toàn bộ hình đã bị bỏ ra ngoài khỏi cái cốt rồi, ngũ cốt rồi. Dạ. Chỉ còn một số ít những cái ngũ cốt là vẫn còn tên, còn hình ở trên đó thôi. Nhưng mà bây giờ mình không được phép xuống, mình cũng không biết là có tên nhà người nhà mình ở đó không, cái ngũ cốt nhà mình còn tên hay không. Đó nên là bây giờ ai cũng lo lắng thôi, ai cũng bức xúc. Báo đài cứ ca ngợi ông chiếu cho lắm rồi. Bây giờ làm thất đức như này. Chị có tin vào cái phương pháp mà ADN không? ADN bây giờ... Chị nói thật là chị không có tin lắm đâu. Tại vì bây giờ đốt thành cho hết rồi. Bây giờ bây giờ em cho cốt đốt như thế này rồi. Sao xét nghiệm ADN? Dạ. Không chính xác được không? Cho cốt là không có xét nghiệm ADN được đâu. Hả? Khó lắm. Dạ. Nếu như thiêu... là em vẫn còn là nguyên cái xương thì còn có thể là cái xác suất nó cao được. Còn bây giờ nó đã thành ra cho rồi. Dạ, thành bụi hết rồi chị. Đúng trong rồi. Đó chỉ còn bụi thôi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Nên thành ra là nó khó lắm. Cái này là ảnh hưởng đến tâm linh nghiêm trọng. Cái này là về vấn đề tâm linh chứ còn gì nữa. Mà này con này là xâm phạm về hài cốt về ấy chứ không phải là đơn giản. Dạ. Cái này là xâm phạm. Cái đó là một cái tội nặng luôn chứ không này, phải là không cái này là có cái luật quy định trong bộ luật hình sự. Cái luật này là ra đầu tiên luôn đó chứ không phải là ra. Cái này là bây giờ là không biết là giáo hội Phật giáo Việt Nam và có vào cuộc không đây. Dạ. Gia đình mình có bao nhiêu? Hai người bố vợ với lại anh vợ với em vợ. Chùa mà làm ăn thất đức quá. Mình gửi đây lâu chưa? Mời bà con ra vào ngồi nghe. Anh gia đình gửi đây từ năm 95 đến giờ. Mình cứ vào ngồi nghe rồi. Chôn đây rồi xong bốc lên rồi. Chôn đây là bốc lên rồi. Dạ. Hồi xưa mua huyệt ở đây là một cây vàng, một huyệt, mua hai huyệt mà mới chôn một huyệt xong thì giờ không cho chôn nữa kìa. À. Đưa thiêu, bốc lên thiêu rồi đưa vào đây thì cho mất. À. Giờ mở lạc tên như vậy thì khó có thể là... Mà nó thất đức một cái là nó bóc hết hình như thế, nó dục cái đống rác ngoài kia. Dục hình đống rác luôn? Dục hình cái đống rác. Dạ. Ngay lúc bây giờ đây thì nhà chùa mới mời tất cả các người mà có thân nhân gửi cốt ở đây là vào trong cái đại sảnh này để chờ thông báo chính thức từ nhà chùa về vụ việc. Chú nhà chùa nói gì vậy chú? Nói cách giải quyết gì vậy? Nói chung là
Thì cũng làm
tốt nhất, thống nhất cho người dân chùa. Nếu như chùa mà họ không giải quyết thỏa đáng cho người dân mình, bắt đầu cái quan hệ này như vậy sẽ tốt hơn. Còn là này mọi người cứ giống như là cái tâm trạng mà cũng như lúc nào cũng lên chùa. Mục đích của ngài đến đây là cũng để tìm tìm quốc của người thân mình, chứ không phải là để chúc giận lên người này. Thực sự là chúc giận lên người này đó, cái này không đơn giản. Mình cũng rất là giận từ ngày hôm qua đến đây. Ngày hôm qua mình vẫn ở xuống được, sáng nay mình vô mình không xuống được. Thì nói thẳng ra, đến bây giờ mình đến đây mình không chỗ để lại có mấy nhiếc tại gì nữa. Cuối cùng là sao mình không có tìm được kết quả, đúng không ạ? Cái mục đích của mọi người đến đây là mình tìm được cái tốt, mình cố gắng là mục đích đó đi, đúng không? Rồi mình tìm được hay không tìm được thì mình có cái hướng giải quyết hướng tiếp theo, đúng không ạ? Thì cái này không, đây là bản thân và một số người đang đây cũng đã đồng ý với nó đó. Với bà con nào dù mình đến trước đến sau mình chưa có nắm cái tinh thần đó thì mọi người sắp xếp ngày 7 tháng 9 mỗi người đi đến được toàn cao kết biết. Nói thêm xin nhắc lại một cái lần nữa thôi, là mình mục đích cuối cùng của mình vẫn là tìm cái tốt, chứ không phải là mình lên đây mình tìm người chúc giận, đúng không ạ? Mọi người phải hết sức bình tĩnh cái chuyện đó. Nên là mọi người sắp xếp ngày 7 tháng 9 giờ 9 giờ sáng mọi người sắp xếp lên đây. Nói chung mình cứ thể hiện mình là mọi người văn minh một tí, mình cứ sắp hàng rồi mình cứ đăng ký. Nói chung là hai cũng rất, nhưng mà nếu mọi người mà cùng vô một phát một thì không nghe cho biết được là nó phức tạp tình hình rồi, gây rối mất an ninh trật tự thì nó rất là thiệt hại cho mọi người. Dạ, xin chú nói vậy. Dạ, con để chú nói trước đi anh. Có dây nó lên nữa. Tôi tôi thì từ buổi sáng giờ thì tôi cũng không có tham gia đây, vì tôi không đi làm. Thì tôi cũng có cái hài cốt của em của tôi nằm ở đây. Thì tên là Dũng, thì sáng giờ tôi cũng không có ở đây vì tôi bắt đi làm. Thì sau khi nghe thông tin thì giờ này tôi đến đây, thì qua cái vấn đề này mà tôi thấy cái hành động của cái chùa này là như thế là vô đạo đức, và tôi không chấp nhận bất cứ một cái chuyện giải quyết nào hết. Mà tôi ngày mai tôi sẽ làm đơn và tôi sẽ đưa ra tòa án đề nghị tố cáo cái hành vi này, và tòa án sẽ nhờ luật sư tư vấn để giải quyết theo đúng luật pháp. Tại sao lại tự ý hủy hoại hài cốt của thân nhân của tôi? Tôi xin hết. Từ tôi cũng là người rất là bức xúc, cũng như tất cả mọi anh chị em ở đây. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng lại như thế này, chúng ta thì bức xúc, có một số người rất là bức xúc và có những hành động gọi là hơi mạnh một chút, và có những người kiềm chế hơn, có những người bình tĩnh, có những người lớn tiếng. Nhưng ở đây thì có ba vấn đề, tức là chúng ta là những người bị ảnh hưởng, chùa phải có người đại diện ra làm giải quyết. Một người đại diện đó không nên, theo tôi không nên để thầy, tại vì thầy ra là sẽ tạo ra cái sự bức xúc của bà con nhiều hơn. Chùa cần có một cái người trẻ hơn một chút đại diện cho chùa để đi làm những cái việc kiểm kê rồi hỗ trợ chúng ta rồi trong một cái công ty. Còn cái việc gì á mà thỏa thuận giữa chúng ta với chùa thì thầy sẽ đưa ra, sẽ tham khảo thầy, nhưng mà đừng có đưa thầy ra nữa. Cái thứ hai đó là đội ngũ chính quyền. Lúc đấy á, anh là nhóm trưởng, anh chịu trách nhiệm, anh đứng nó, anh mệt rồi anh nói nhỏ xíu, bà con có mấy người nghe được. Tôi yêu cầu công an á, là tôi thấy đây có micro, nói cho anh cái micro, công an cũng đợi đợi. Tôi nói với lãnh đạo phường cũng đợi đợi. Bảo tôi vô trong kia, tôi bực xúc quá, tôi vô trong kia thì có một anh
thường phục, nhưng mà công an này lại hậm hè tôi. Nó bảo là anh không có quyền gì vô đây, anh phải đi ra ngoài kia anh nhóm trưởng. Thì tôi mới nói là để cho anh nhóm tôi ra, tôi nói anh vào đây để bà con mình bức xúc. Nhưng mà tôi nói như này, chùa cần phải rút kinh nghiệm, đưa cái người khác ra làm. Theo ý tôi là vậy. Thứ hai là chính quyền cũng cần phải biết cách xử lý, và đội ngũ công an cũng phải biết cách xử lý, chứ đừng có làm như thế này, đừng có làm như đã làm vừa rồi thì không giải tỏa bức xúc của bà con. Và cái thứ hai đó là bà con mình sẽ có rất nhiều những giải quyết, có người sẽ đi tiền, có người sẽ thế này thế kia. Nhưng mà bây giờ những cái gì á, theo tôi á, những cái gì mà mình đã thống kê được rồi, mình qua những cái gì mà mình sẽ hướng giải quyết, thì đề nghị á là đánh máy in lên lần trước, cái thời gian gì đó in lên lần trước, dán lên lần trước để cho mọi người biết được cái thông tin đó, giờ đó, ngày đó, để tới đó làm việc cùng với chính quyền, cùng với đội ngũ nhà chùa và cùng với đội ngũ đại diện chúng ta làm. Và chúng ta lúc đấy là có một cái group của những người ở Kỳ Quang này, thì là hãy công bố cái số điện thoại của anh nhóm trưởng để mà mình vô đó, hoặc là một vài khác để kết nhóm vô, để anh em tất cả những người có cái thông tin đó để kết nhóm vô với nhau, để làm việc với nhau. Mà mình cũng không cần phải lên đây, chỉ cần lên đây khi thật cần thiết, để thứ nhất là không quá mất trật tự, mà mình cũng lên đây lỡ mình bức xúc quá thì mình này thiếu tự chủ thì nó lại không hay cho cả mình và cả chùa, cả chính quyền nữa. Thì tôi có ý kiến là như vậy.